Bà con quận 6 đợt này sướng rồi nha, ai cũng sẽ được tặng một chai dầu ăn như thế này. Xúc xích ăn liền ha, một hộp như vậy 55 cây mà 39 à. Xúc xích lát bé nào cũng thích, hũ 5.000. Xúc xích X2 một bịch như vậy 6 cây mà có 7.000, tính ăn cây có hơn 1.000 à. Nước tương có 5.000 chai, mua mà làm từ thiện số lượng lớn còn được giảm nữa nha. Nước mắm Phan Thiết 9.000. Đây là một trong những cửa hàng giá sỉ lâu đời và luôn đông khách như thế này. Em bị nó mở được 4-5 năm rồi anh. Sổ cuốn trái cây một thùng như vậy 24 bịch mà có 79. Chảo ST Sóc Trăng loại 1 không trộn mà có 21.000 ký à. Tính ra không cần già cũng được ăn gạo ngon luôn á. Mít tấy này là mới vừa ra lò luôn á, bịch bự như vậy mà có 36 nè. Sổ tiệt trùng 1 lít trong siêu thị là 49 nha, đây có 29 luôn. Combo 1 nước tương đậu nành 1 giò hào mà có 18 nè. Đây sữa 8 lít 1 có 29.000. Combo 1 dầu gội 1 dầu xả có 19. Nước xả Thái rất là thơm luôn nha, bịch về có 10.000. Bột giặt 3.6 kg hết nha. Này 39, này 45, mấy bịch này bình thường ngoài là 100 mấy á. Gói đủ loại rất là êm luôn nha, có 49 nè. Cặp gói này 2 cái luôn có 45 nè. Thấu có nắp đậy luôn nha, chỉ từ 10.000. Khẩu trang 5D một hộp 100 cái chỉ có 19. Đồ chơi cho bé chỉ từ 29. Nồi chảo dễ thương lắm luôn á, chỉ từ có 20. Nho khô lo hạn dùng 2026 luôn, hộp về 35. Ly cà phê sữa trà sữa uống liền chỉ từ 8.000. Bộ tô tượng và đồ chơi cho bé chỉ từ 24. Yến xào 55-79. Bánh mực Thái ở đây có 13.000 bịch, ở trong siêu thị là 3 mấy á. Nước dừa một lốc 19.000 và 6 chai, tính ra chai có 3.000 mấy. Sữa non của Mỹ một hộp có 3.000 mấy. Còn lốc sữa này 6 chai có 23. Tả bịch bự gì có 99 này, có 3 size luôn. Cái này mà ở trong con cưng nó phải 300 á. Đâu cũng Thái Lan có 7.500 một chai à. Trong siêu thị là khoảng 10 mấy 20 ngàn á. 5.000, 7.000, 17.000. Mì chỉ từ 5.000 gói. Phở này là có thịt ở bên trong luôn nha. Túi dễ nhiều quá trời mẫu, dễ thương luôn. Có 19.000 cái. Đệm lót ghế có 16. Ở đó phô mai 9.000. Mực vòng gà miếng 29. Cá chín 37.000, quá trời con luôn nha. Ở đây cũng có nhiều loại thực phẩm đông lạnh khác nữa. Khăn giấy ướt 10 gói có xe đồ chơi luôn, chỉ có 59. Khăn giấy ướt bịch to đùng luôn nha, có tắt thùng vậy là 10 gói. Cái này hình như trong siêu thị là khoảng 20-30 á. Chỗ này từ đồ hộp cho tới gia dụng hóa mỹ phẩm, cái nào cũng có mà giá rẻ chấn động luôn á. Bởi vậy các mẹ các chị rất là thích chỗ này luôn. Khi tới đây shopping thì cứ mỗi hóa đơn 800 mà sẽ được tặng một chai như thế này. Một chị Sáu được 2 chai. Cho đến khi nào hết nguyên cái đống quà này thì thôi. Xe hơi xe máy gì cũng tới đây hốt hết á. Lưu lại ha, bữa nào qua hốt mớ đồ gì dùng cho tiết kiệm.